in a joyful the Buddhists coming from Lumbana. As well as the Buddhist disciples. We honor our venerable monastic members and wish peace to our community. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa liệt quý vị, thu sang lá rụng sân chùa như là báo hiếu đến mùa Vu Lan. Công cha nghĩa mẹ hoài mang, bông hồng gợi nhớ muôn ngàn ẩn sâu. Giờ đây dưới ánh hào quang của chư Phật, trong màu quỳnh y giải thoát của chư Tôn Đức hiện tiền tăng ni, chúng con vô cùng xúc động và vui mừng dưới sự chứng minh của quý Ngài. Chúng con được phép đảnh lễ cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Ngài Viện Chủ Chùa Phước Huệ Thượng Phước Hạ Quang đã về đây chứng minh đại lễ Vu Lan hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Quang Trí, Tăng Chúng Chùa Phước Huệ San Antonio đã quang lâm buổi lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu quang thông của quang lâm về buổi lễ hôm nay, và chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Đặng Minh Chiêu, một cựu đến được của chùa Phước Huệ về dự tham dự buổi lễ hôm nay. Và tôi cũng xin giới thiệu tất cả nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, và xin nhiệt liệt cho một tràng pháo tay để đón mừng tất cả quý Phật tử đã về dự lễ hôm nay. Xin giới thiệu Phật.
cầu gia hộ. Và love Shakyamuni Buddha, dear Shakya and friends, before we continue, please rise so that we can invoke the Buddha's name in Vietnamese three times. Chúng con xin cung kính, Ngài vị chủ bắt đầu niệm hồng danh Đức Bổn Sư cầu gia hộ. Giờ phút này xin mời tất cả
lễ nhân hoa bắt đầu. Celebration as gratitude to our parents and ancestors. Now
Shangha guests would like to humbly request from the most venerable abbot to please give us a Dharma talk on this auspicious occasion. With gratitude and open-heartedness, we mindfully listen. Namo Amitabha Buddha. Con kính cung thỉnh ngài vị chủ có đôi lời đạo từ. Trước khi thầy nói chuyện với quý vị, thầy chia tất cả những quý vị Phật tử đã đóng góp rất nhiều công sức vào Phúc Huệ. Thực ra đó, nói thì không đủ để biết có nhiều người đã âm thầm đã làm việc ngày đêm để lo cái chùa, là được quan tâm vào một ngày một tuần mạnh. Thầy chỉ kể một số người mà thầy biết nhiều, như là chú Dũng, chú Chiến, chú Tuấn Trương, chú Đồng, cô Hoa, cháu David, cô Loan, cô Diệu Yến, cô Hà, cô Trà My, cô Susan. Và thầy cũng chỉ nói với người Mỹ. Today, on the occasion of the Ulamana, I want to thank all of you, especially many of you contribute to the maintenance of the temple of our institution. I cannot name all of you, but many people I know, like our very dear friend, Quang Minh Leon Bryan. He's always dedicate to the service of the temple. And many other, I cannot name, but all of you know that your service is very appreciated. Okay? And one more time, I want to thank all of you. Bây giờ thì tôi xin nói chuyện với quý vị. Thưa quý vị, nay chúng ta đã bắt đầu cử hành đại lễ Vu Lan. Đó là mùa báo hiếu. Đức Phật chúng ta đã dạy chúng ta tu tâm từ tâm bi và hiếu hạnh đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta là không bao giờ quên được thầy tổ ông bà cha mẹ, vì không có ông bà cha mẹ thì không có chúng ta, và cũng không có thầy tổ thì không có ai dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Thì ngày Vu Lan chúng ta hướng về các ngài để tỏ ra mình là người con, người cháu biết ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, biết ơn thầy tổ. Chùa Phúc Huệ đó, sở dĩ mà có được như ngày hôm nay cũng nhờ là công ơn đóng góp của tất cả quý vị. Thì tăng ni ở chùa Huệ không bao giờ quên ơn của quý vị đã giúp cho chùa. Thì quý vị cũng biết là chúng ta người đọc các tin là nhân quả, mình làm lành thì mình gặp lành, mình tránh giữ thì mình xa giữ, xa những chuyện xấu xa đi. Thì quý vị làm việc tốt, quý vị sẽ làm việc tốt. Cũng như chúng ta là cha mẹ đấy, chúng ta biết thương con, biết săn sóc con, thì sau này con có hiểu được chúng ta. Chúng ta nhiều khi cũng không nghĩ là tại sao bên Mỹ này đấy, người ta lại bỏ cha mẹ ở nhà già. Tại vì người Mỹ nhiều khi họ quan niệm đó là 18 tuổi rồi là con ra khỏi nhà. Thầy có một anh bạn đó, anh khá nghe đó, con anh 18 tuổi, anh cho mình hoàn toàn, anh đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ mày ra ngoài mày tự lo đi, chúng ta ngày xưa anh không quên rằng cái tình thương không phải là tiền bạc. Một ngàn bạc của đứa nhỏ 18 tuổi ra ngoài không xe, không có ăn việc làm sao có thể phá lên được. Cha mẹ Việt Nam chúng ta hy sinh cho con cái, lo cho con cái học hành để đến đời, không phải mình lo cho con để mong cho nó báo đáp, mình mong cho nó thành người để cho nó giúp được
xã hội, thì khi mình trở về già đó, nó cũng thương mình, nó cũng quý mến mình, nó giữ mình ở nhà, nó lo chăm sóc cho mình, nó không tống bằng mình nhà mà nhà già, đó là cái nhân quả. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thương yêu con cái chúng ta không làm như là anh chàng phải giải quyết. Con 18 tuổi sống ra khỏi nhà, ở trong một đàn bà, đó là một cái ơn như vậy, thì cái đó hết sức là phụ phàng. Thì ta nhớ như vậy đó, mình làm lành thì làm lành, mình thương con thì con nó thương mình, nó bảo vệ mình. Thì những ngày hôm nay là ngày Vu Lan, mình nhớ công ơn cha mẹ của mình, thì mình giữ cái truyền thống đó, thì con cái của mình nó sẽ giữ cái truyền thống đó, nó sẽ ơn mình, nó sẽ yêu thương mình. Khi mình về già rồi mà mình yếu đuối, mình làm việc được đấy, nó sáng sắc, nó chăm lo cho mình, đó là cái luật nhân quả. Thì một lần nữa đó, ngày Vu Lan thầy thành kính chúc tặng quý vị gặp nhiều may mắn và quý vị tiếp tục làm lành để chỉnh giữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy sẽ nói chuyện với người kính một chút. Từ đây quý sư đã bắt đầu làm bàn này các ăn sách sách đầy. It's a tradition. Our teacher, Sakyamuni Buddha, teaches about loving kindness, loving compassion, and filial piety. You know, many people, they think that after birth, the kid, they are rich, 18 years old, or 21 years old, they kick them out of the house and say, do it yourself. I did it myself. I have one friend, when the son is 18 years old, he gave the boy $1,000, kick him out the house. They said, yeah, you do it your own. The kid 18 years old, no profession, no car, and no place to live. $1,000 he cannot survive. And he said, that's all. You have to do it yourself. That's not the way to love the kid, to raise the kid. You have to love the kid with good love, with a true love. Not only we think about, oh, that's it. I did before. I did myself. Why you cannot do like me? Our time before, easier than time now. Now it's more sophisticated. It's more difficult. Before, our time, our generation, it's much easier. So we have to think about how much to love we need to our children. Then let them, when we get old, they tell us, don't go to the nursing home. Because we need it. It's a karma. It's a cause and effect. You love your children. You take care of them. You take really good care of them. You give them good education. Help them to start in life. That's the love. When you get old, you never go to nursing home. They take care of you. That's the cause and effect. That's the Vu Lan. That's the day and this day. We think about the teaching of our teacher, Sakyamuni Buddha. Practice love, loving kindness, loving compassion. That's the meaning of Vu Lan, the meaning of Ancestor Day. If we love your children, your grandchildren, they will love you back. And love generate more love. Only love can stop hatred, can stop injustice. So think about the meaning of Vu Lan, Ancestor Day. We practice it and we believe in karma, cause and effect. We make a good cause, have a good effect. We have bad cause, bad effect. Unavoidable. Okay? That's a cause and effect. That's a really good teaching for our teacher, Sakyamuni Buddha. On the time of Vu Lan, I wish all of you happiness and happiness in the family. Nam mô Sakyamuni Buddha. Nam mô Sakyamuni Buddha. Chúng con xin tri ân lời pháp nhũ của ngài viện chủ chùa Phước Huệ đã có trong buổi lễ hôm nay. Mùa báo hiếu nhớ công cha dưỡng dục, hội Vu Lan tưởng mạng nghĩa sinh thành tâm.
hương nguyện cái may lành quả hoa hiếu hạnh lòng thành kính dâng. Thay mặt các tổ chức, chúng tôi xin mời Phật tử diệu hương nói lời cảm niệm tri ân hai trăm sinh thành nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Xin mời Phật tử diệu hương. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Kính lại cha, ơn cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người. Kính thưa quý vị, có bao giờ ta tự hỏi vì đâu ta hiện diện giữa đời này trong cuộc đời chúng sinh vô cùng vô tận? Cho dù một thánh nhân vĩ đại hay một người phàm phu cũng đều hiện diện tinh cha hay mẹ trong ta. Nuôi con luôn tạo bán tầng, chỉ mong con lớn linh thông với đời. Dẫu khi trẻ nhỏ rộng rời, con đau lòng mẹ cũng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bắt gạo đồng tiền nuôi con. Trong muôn ngàn loài hoa, không hoa nào hương thơm và đẹp bằng mẹ. Trăm cứu tình. Dẫu biết rằng con yêu mẹ sao bằng tình mẹ cho con, tình thương yêu mà con cảm nhận được không chỉ qua dòng sữa mẹ, vòng tay triều mến dịu dàng, lời ru ngọt ngào của mẹ, mà còn được truyền thừa hơi ấm từ cha, qua ánh mắt nghiêm nghị, qua lời nói lạnh lùng cứng rắn, nhưng lên nổi một niềm đau trong cha mỗi khi con lầm lỗi. Mẹ cho con tình yêu, sự bao dung hòa ái, để con thấy cuộc sống luôn ấm áp dịu hiền. Cha cho con niềm tin, nghị lực, ý chí hiên ngang là suối nguồn lý trí để con vững vàng giữa biển đời đầy phong ba sóng gió. Cha có thể vượt suối trèo non lên rừng khi xuống biển, nếu nơi đó cha tìm được niềm vui hạnh phúc cho ta, cha dành hết những đắng cay để cho ta bị ngọt cả cuộc đời. Con mãi biết theo dòng đời cơm áo, bấy lâu rồi con đổi đạo làm con, có thì giờ cho bè bạn tình son mà quên mất mẹ cũng cần san sẻ. Ngày hai buổi vẫn đi về bên mẹ, nào thấy đâu mà khóc mẹ dần phai, lá thu rơi lòng mẹ có u hoài khi con sống vô tình dưới chiếc bóng. Vì dõi mắt hướng tiền tài danh vọng, dành giấc mơ đời những mộng mơ tương lai, con ơn thờ không nhận diện hôm nay, con còn mẹ giữa đời là hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là tình yêu và sự sống là hạnh phúc, nhưng khi một lần mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ đã không còn hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng. Cha mẹ chúng ta đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh khi nắng tro tàn, yên giấc ngàn thu trong các bụi vô thường. Cha mẹ đã ra đi để lại cho con cô đơn giữa dòng đời muôn lối. Lúc còn mẹ không còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cũng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, con bơ vơ ngay cả khi đi lúc về. Và từ đó cứ mỗi độ Vu Lan về mẹ, con nhớ mẹ. Con biết mẹ đi rồi, biết tìm mẹ nơi đâu, chỉ tìm mẹ trong hương khói, tìm mẹ trong tuyệt vọng, tìm mẹ trong tiếng thương. Và mỗi độ Vu Lan về, con nhớ cha thật nhiều, một đời người khôn ngoan, một đời cha gánh vác, một đời cha dựng xây, và người đã trải qua bao khắc nghiệt của dòng đời để miệt mài nuôi con. Tháng bảy mùa Vu Lan lại về, con biết mẹ đi rồi, lệ buồn chẳng còn cha, cha mẹ ở nơi đâu, mẹ về trong quá khứ, cha về trong chiêm bao, mỉm cười không hờn trách. Thật hạnh phúc và vui sướng thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời, vì khi ấy ta còn cả một vùng trời bình yên. Xin trân trọng điều ấy và giờ khắc này, hãy cài lên vùng
áo của mình đóa hoa hồng của thân, màu của sự thương yêu, màu của bao vất vả thương đau mà hai đấng sanh thành đã cắt chiêu cho ta bao năm tháng. Màu ấy như một điều nhắc nhở để ta phải nhớ về cội, về nguồn, về những thâm âm to lớn của mẹ cha mà ta phải phụ dưỡng đắp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã tấm gương một đời tạo tầng cho ta, vì ta tất cả. Xin hãy nâng niu giữ gìn, đừng bao giờ làm phai nhạt lòng yêu thương và lo lắng của người. Còn nếu bất hạnh vì đã mất mẹ mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên lưng áo của mình đóa hoa buồn trên trán. Hãy cài hoa và hướng về cha mẹ mình bằng tất cả những gì thiêng liêng cao quý nhất. Nam mô Vô Lai Vi Khởi Đại Biểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Giờ đây những đóa hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thỏa
thanh tao và những bậc xuất gia tôn quý. Đối với cha mẹ vô cùng vô biên, với chiếc áo nâu sòng giản dị, thanh bằng, chịu xương, chịu khổ, các ngài đã lặng lẽ trao tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Các ngài đã bỏ đi niềm vui, hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian trang trải cho nhân loại. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu là trở về, chúng con mạng phép được cài lấy chiếc quần y của quý ngài những đóa hoa màu vàng thắm, để một lần nữa cảm ơn, cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ. Sau đây xin mời quý Phật tử trong đoàn cài hoa để cài hóa cho chư tôn đức. Xin giới thiệu Phật tử Nhẫn An hát bài Bông Hồng Cài Áo. Xin mời Phật tử Nhẫn An. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chúc quý thầy, quý sư cô và cùng quý Phật tử thật là nhiều sức khỏe và sự an lành. A Di Đà Phật. Cho những ai, cho những ai.
nhưng trẻ em không nhỏ rồi, mơ đời mình không lớn không than, nhưng bầu trời thì hay
Cảm ơn Phật tử Nhận An. Sau khi cài hoa hồng, bây giờ chúng ta đi vô nhân mùa bảo hiếu này.
tìm thân tâm trau dồi đạo hạnh. Và đây cũng là dịp cho chúng con gieo phước lành để tỏ lòng tôn kính thầy tổ, đồng thời hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hiện thời được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được sách về cõi lành. Và giờ này chúng tôi xin mời quý anh chị trong ban dân y cúng dường đối trước chư tôn đức để làm lễ tăng mật dân y. Xin mời cô Trần Thị và hai Phật tử Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Lượng Kiếp Khởi Đại Diệu Phục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay đệ tử chúng con thay mặt toàn thể Phật tử chùa Phước Lệ có duyên sự xin đạo thành đảnh lễ tán bạch. Nhân dân A Lạc cũng như là cầu nguyện cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân kẻ tháp đều siêu sanh tịnh độ gia quyến hiện tiền được an vui tự tại. Vậy chúng tôi xin chứng minh làm thọ lòng chân thành của quý vị đã không ngại vất vả công an việc làm về đây với lòng thành kính hân hoan cũng dường ủng hộ tăng ni chúng tôi trong ngày tự tứ. Chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu mời phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng giám lâm đạo tràng chứng minh gia hộ cho hiện tiền quý Phật tử nương nhờ công đức này, phước thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện tùy tâm kết tử như ý và hồi hướng công đức để kỳ siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ nơi ngoài tôn thân quá vãng của quý Phật tử. Tường thừa Phật lực, xả phạm thân chứng, được pháp thân, Phật quốc hồi quy liên bang tốc chứng. Vậy, quý Phật tử trí thành hướng về ngôi Tam Bảo đành lễ Phật, lễ tổ chứng minh cho
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên như công đức đã từ bi hứa cả làm họ cho rồi, để tội chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường. Today, we monk and nun, we accept your offering. We thank you for your offering to monk and nun. We appreciate your service to the temple and to think about monk and nun during the Urbana ceremony. We wish you all of you on the blessing of Buddha Namo Seva Namo Sakyamuni Buddha. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm, buổi lễ cài hoa hồng dân y đã qua, và bây giờ chúng ta đã làm lễ chính thức trì tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu và cũng trên chư tổ quyền thất tổ thất thế phù mẫu, chúng ta đã có bài vị hôm nay. Để buổi lễ được bắt đầu, chúng con cung thỉnh thượng tọa bồ đề viện chủ chùa Phước Huệ cùng tăng ni Quang Lâm chánh điện để bắt đầu làm lễ. Và chúng tôi xin mời ban nghi lễ chúng họ đến trước chánh điện để bắt đầu buổi lễ. Venerable members of the monastic community, ladies and gentlemen, the familial flowers are now in everybody's heart for Ulambana Day. Please together let's yearn for the Buddhas in the 10 directions and follow the example of Valakayayana Bodhisattva through Ulambana chanting. We will begin the chanting in Vietnamese and then continue in English. Namo Shakyamuni Buddha. Thank you.
chung thành từ bi ra hộ cho chư hương linh Phật tử ký tự tại chùa Quốc Huệ cùng tất cả chúng sanh sớm rõ đường lành thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ siêu thăng lạc quốc ngưỡng mong oai đức cao thầy xóm thương kiếp độ nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo tam đại chân minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Of the
hưởng thọ 80 tuổi, vũ thị ninh khoan nhân diệu an hưởng thọ 80 tuổi, trần văn hạ pháp nhân giá thử hưởng thọ 58 tuổi, huệ thị trần, trần văn đủ, trần văn thượng hưởng thọ 73 tuổi, lê thị nương hưởng thọ 55 tuổi, trần văn ba pháp nhân quan thự hưởng thọ 94 tuổi, lê định nhân, trần thị no, lê thị thu hà, trần kiên phụ pháp nhân tâm hiền hưởng thọ 92 tuổi, trần kiên quy pháp nhân tâm định hưởng thọ 60 tuổi, âu hành sanh sa di thỉnh minh sáng hưởng thọ 87 tuổi, lý ngọc phụng thỉnh nữ diệu phước hưởng thọ 96 tuổi, lê thạnh nhiên hưởng thọ 82 tuổi, nguyễn thị như hưởng dương 47 tuổi, âu kim tiêu pháp nhân diệu thế hưởng dương 46 tuổi, nguyễn tấn kiến hưởng thọ 78 tuổi, trương sừng kiều phước pháp nhân thiện pháp hưởng thọ 89 tuổi, dương thị văn pháp nhân hạnh quang hưởng thọ 74 tuổi, trương thị mau pháp nhân hạnh châu hưởng thọ 80 tuổi, trương sừng bình pháp nhân hạnh siêu hưởng dương 47 tuổi, trương sừng thuận pháp nhân hạnh tệ hưởng dương 59 tuổi, ngô phi pháp nhân diệu nhạc hưởng thọ 94 tuổi, nguyễn văn an hưởng dương 43 tuổi, nguyễn văn hiệu pháp nhân thị thu hưởng dương 43 tuổi. Prayers for Lindsay, St. Gregory of James Turner, age 93, and Sir William C., age 43, Miss Helen Kent, 89, James Day, age 85, Liz Marina Bennett, Sandoval, age 65, Deborah Thomas, age 36, Rosalia Dominguez, age 78, Armando Dominguez, age 86, Elena Sanzal, age 85, Mayora Lopez, age 51, Messina Castillo Garcia, age 91, Joel Othegon, age 79, Gino Othegon, age 91, Sonia Othegon, age 37, Ricky Lodavo, age 29, Lucille Evartasson, Taylor, age 76, and William Ellis, age 72. Nguyện chư linh trưởng thừa phận lực thính pháp nhân an kinh, nhằm thánh siêu phàm ly thế giải thoát, quan thân sự thử thừa ân cầu siêu tịnh độ đắng a di đà thọ ni, thử nguyện nghiệp tiền chư phật tử tính tăng kiên cố đạo niệm chiên cần, ngoại dưỡng vô sanh nội ma cầm khởi phước huệ sanh thu thân tâm an lạc, tận bệnh tiêu trừ sợ nguyện thì tâm kia tường như ấy, khổ nghiệp đã ma tịnh thị thân được phước điền, tam bảo hiện tiền cách nơi thịnh vườn ngắm siêu như thời đại diễn hạ thân, quả giới Thank you.
Thank you.
Thank you.